Xin chào mọi người. Và hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn một cây để mà thu hút tài lộc, thu hút tiền tài và thu hút khách cho quý vị khi mà tiệm hoặc quán mình muốn buôn bán thì nên trồng cái cây này để mà thu hút khách đến. Rất là cây này rất là quý. Cây này thì mỗi năm thì nó ra bông một lần, chỉ là gần Tết, từ tháng 12 âm nó sẽ ra bông lần lần, tới tháng 1 thì nó ra bông rất là nhanh. Và mỗi buổi chiều thì rất là thơm, nó tỏ mùi thơm rất là thơm, nên cây đó rất là thu hút khách khi mà mình trồng cái nơi tiệm một quán hoặc là cái xưởng công ty của mình hoặc là tiệm hoặc là cái nhà ở đâu ta vẫn trồng vẫn được, và để mục đích thu hút tài lộc, thu hút tiền tài và thu hút khách cho mình rất là tốt. Và cây này cũng là gọi là cây ngải ngèo vôi, thuộc ngải ngèo vôi. Cây này chỉ là nó không có lá, nó không có lá đặc biệt như vậy, và nó lên cao, như cái dao ấy, rất là dài và cũng rất là đẹp. Quý vị nào đang xem thì nên để ý cái cây này và đem về trồng tiệm quán của mình ở nơi trồng ở trước trước cửa nhà mình, hoặc là trồng nơi cho ngay thần tài thổ địa mình để mà thu hút tài lộc, thu hút tiền tài cho mình rất là tốt. Nhất là ta để tại ngay thần tài thổ địa đó, nó sẽ thu hút tiền tài, thu hút tài lộc cho mình, thu hút khách cho mình rất là tốt. Cây này tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn để mà vừa trồng và cũng rất trồng cũng rất là đẹp, vừa làm cảnh, vừa thu hút tài lộc, thu hút khách, nhất là buôn bán thức ăn, thức nước uống. Ta trồng một chậu để mà thu hút tiền tài cho mình, và tôi sẽ ra chỉ cho quý vị. Đây là cây ngải vôi, ngải ngải vôi rất là, và đây là cây ngải ngải vôi. Rất là đẹp. Đầu trên đầu rất là nhọn, cho nên ta trồng trước cửa, trước quán của mình rất là tốt, thu hút tiền tài cho mình. Đó, đây coi là gọi là ngải vôi. Mọi người nên trồng cái đấy khi mà nhà mình có cái quán xé, hoặc là các công ty, hoặc là nơi nào mình vẫn trồng được, rất là tốt cho cái việc
buôn bán thương mại, công ty xí nghiệp của mình, trong nơi làm việc của mình, để trong một chậu chậu trước công ty của mình, nó sẽ thu hút tiền tài và thu hút khách cho mình rất là tốt trong coi ngày vừa đó. Tôi đã chỉ cho quý vị và các bạn cái cây ngày vui, ngải ngày vui. Đó, cây ngày vui đó rất là tốt. Mùi thơm nó rất là thơm khi mà nó nở bông ra. Xin chúc cho quý vị và các bạn trồng cây ngày vui á, đem đến may mắn và tiền tài cho mình. Xin chào mọi người.